chúng của Pháp hội Niệm Phật chùa Từ Quang trong trai đàn siêu độ cho các hàm linh. Lời đầu tiên, thầy xin được gửi lời chào và chúc tất cả quý vị có một ngày thật sự thanh thản cõi lòng của mình trong giáo pháp ngọt ngào cam lồ của Đức Từ Phụ Thích Ca. Kính thưa cùng tất cả quý Phật tử, hôm nay sự hiện diện của quý vị giữa Pháp hội Niệm Phật của chùa Từ Quang trong lần tổ chức trai đàn siêu độ cho các hàm linh, đặc biệt đối tượng được siêu độ đó chính là các thai nhi. Thầy nghĩ rằng tất cả quý Phật tử chúng ta đến đây, ngoài sự phát tâm tu tập, còn có một cái gì đó tận đáy lòng của mình cảm thấy thương, cảm thấy nhớ. Quý vị cảm thấy ở trong tận cái đáy lòng của mình nó có một cái gì đó khi nghĩ đến những đứa con của mình mà vì hoàn cảnh chúng ta không thể giữ nó lại. Thầy biết quý vị thấy là mình là người có lỗi đối với con, và càng đau khổ hơn đó là chúng ta không biết con của mình hiện giờ đang ở cảnh giới nào. Nếu đối với những đứa con còn sống, chúng ta đau đáu khi con mình đi chưa về, chúng ta nóng ruột khi con của mình đang ở một nơi ngoài sự quản lý của mình, thì hiện tại đây thầy biết rằng tất cả quý vị cũng cảm thấy chạnh lòng và xót xa cho những cảnh giới tâm tối mà những đứa con bị từ chối đó. Phải lâm vào không nơi nương tựa, không hương khói, không người an ủi, và thậm chí còn nhận lấy sự phũ phàng bạc bẽo. Tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụp, ngắm lá rơi chúng ta thấy buốt cả tâm hồn, vì chợt đâu đó chúng ta cảm nhận được dường như có những đứa con chỉ còn lại bằng anh linh, bằng thể phách vất vưởng theo gió núi mây ngàn và bám víu theo những chiếc lá. Cho nên hôm nay thầy đến đây, thật sự thầy cũng thấy cảm động. Thứ nhất là cảm động ở tấm lòng của những người cha mẹ thấy được sự sai lầm và trách nhiệm của mình. Và cảm động hơn đó là một trai đàn mà dành riêng cho những sinh linh bé nhỏ không có khả năng tự vệ và không nói được tiếng nói đau thương của mình. Thầy thấy có những người mẹ bồng những đứa con trên tay với ánh mắt trìu mến, với những cử chỉ đầm ấm và những lời nói ngọt ngào dành cho con.
Thầy thấy những đứa con nó hạnh phúc quá. Rồi Thầy thấy có những người cha chở con đi học, nấu cháo cho con, pha sữa thay tã cho con. Tại sao lại ngọt ngào đến như vậy? Tại vì những đứa con này nó biết khóc, nó biết cười, nó biết đem đến niềm vui, và bên cạnh đó nó cũng biết đem đến những lo lắng muộn phiền cho cha mẹ. Nhưng như thế mới là cuộc sống. Cho nên nghiễm nhiên con cái đã trở thành thiên thần của cha mẹ. Quý vị đồng ý không? Vậy mà cuộc sống thực tế có những thiên thần bị bỏ rơi. Lỗi của ai? Và làm sao để khắc phục được lỗi lầm đó? Và làm thế nào cho những thiên thần của cha, của mẹ không phải đau khổ? Hôm nay Thầy xin phép được trình bày với tất cả chúng hội của Pháp hội Niệm Phật Chùa Từ Quang qua chủ đề Tiếng Kêu Cứu của Những Thiên Thần. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, khi nhận lời đến với lại Pháp hội Địa Phật Chùa Từ Quang trong lần tổ chức trai đàn siêu độ, đặc biệt là cho các sinh linh bé nhỏ còn ở trong bào thai, Thầy mới tìm hiểu về sự sống của những đứa trẻ trong bụng mẹ. Vì trước đây đó, thật sự Thầy cũng có học ở trong kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Trọng Ân, hoặc là kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Đức Phật nói rất là rõ, quý vị còn nhớ đoạn kinh đó không? Tháng đầu thai đậu tợ xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu hoàn toàn tạng phủ, tháng thứ bảy đủ bộ cốt xương, tám tháng đã tượng ra hình. Đức Phật nói rõ từng tháng một sự sống ở trong bào thai. Đó là dịch giả dịch toát ra cho chúng ta dễ hiểu thôi. Khi mà nghiên cứu về chánh văn đó, mới thấy được cái sự sống của các thai nhi trong bụng mẹ thực sự nó không có đơn giản, rất là khó khăn. Mình đây này, vô trong cái phòng tối một chút chúng ta còn khó chịu, vô một cái phòng mà nóng một chút chúng ta cũng khó chịu, phải không? Huống chi sự sống đó ở một chỗ rất là tâm tối. Sự hiện diện của mình ở trong cuộc đời này, nói theo thiền sư Linh Hữu, đó là sự hiện diện của nghiệp ái dục. Nếu không xuất phát từ nghiệp ái dục của cha và mẹ, chúng ta không bao giờ có mặt trên cuộc đời này. Đã là từ cái nghiệp ái dục chúng ta có mặt, rồi chúng ta được sanh ra, rồi những năm tháng trưởng thành cho đến ngày cuối cùng nhắm mắt xuôi tay, hiếm khi chúng ta rời khỏi ái dục. Vốn đã khổ lại càng thêm khổ. Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải chấp nhận? Vì nghiệp nó đẩy chúng ta đến thọ sanh trong cuộc đời này,
chúng ta không có quyền để lựa chọn. Tại sao chúng ta không sanh lên cõi trời cho đỡ khổ? Tại sao chúng ta sanh về cực lạc cho chúng ta hết những phiền muộn? Tại sao chúng ta không sanh vào những nhà giàu sang quyền thế? Tất cả đều do nghiệp nó trói buộc và nó đẩy chúng ta đi đến cảnh giới này mà thọ. Phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hình lụy. Do nghiệp buộc mà chúng ta thọ thân, chưa một ai tránh khỏi lụy khổ vào thân. Chính vì nghiệp đẩy chúng ta đi, cho nên chúng ta không có năng lực để cưỡng lại. Chỉ có một cách duy nhất là chúng ta tu để chuyển đi cái nghiệp này. Chỉ có chuyển được nghiệp, chúng ta mới thay đổi được sự khổ đau của cuộc sống. Mà cuộc sống căn bản của chúng ta ở đây là ái dục. Mình sống trong cõi dục mà, cho nên nền tảng vẫn